Minh Toàn xin trân trọng đến chào quý bà con cô bác. Hiện tại Minh Toàn đang lưu thông trên tuyến đường Trần Quốc Nghiên thuộc Hạ Long của Quảng Ninh. Và đây thì như quý bà con cô bác biết, trên trục đường này cũng ngày xưa coi là đường bao biển, nó bao khu vực biển, xung quanh biển. Và đây thì tuyến đường này rất là mát mẻ và đẹp, có các cái cây xanh công viên, buổi chiều cũng có các cái dụng cụ để tập thể dục. Thì bà con cô bác gần nhà gần đây thì có thể ra đây để tập thể dục hoặc buổi chiều hoặc buổi sáng. Không khí rất là trong lành với bà con cô bác ạ. Rồi em bé bị ngã. Và tuyến đường này là một trong những cái tuyến đường mà xanh sạch đẹp nhất nhì ở Quảng Ninh này, ở Hạ Long này với bà con ạ. Đấy là cái cảm nhận cá nhân của Minh Toàn thôi, bởi vì như bà con đang nhìn thấy, đường rất là sạch sẽ, thoáng đãng, không khí rất là trong lành. Về với Hạ Long thì bà con cô bác nhìn một cái cảnh tượng mà rất là quen thuộc, đấy là rừng và biển. Rừng thì không phải là rừng, nhưng mà ở đây là các cái đồi núi, các núi đồi ở đây. Đây như thế này bà con ạ. Đấy, các quả núi như thế này. Và bên dưới chân núi là biển luôn. Đây, các con tàu ra khơi xong lại về để neo đậu ở đây. Sàn nhà hàng rất là đẹp. Đây, ví dụ như là đây là karaoke này. Nhìn rất là hoành tráng. Đường này là vòng ra cái đường mà về ra Móng Cái anh, đường trục to ấy. Dạ vâng ạ. Không anh cứ đi thẳng, đi theo đường to của đường này đi. Đây, chú bà con cô bác có thể thấy đây là karaoke F5 rất đẹp. Minh Toàn xin phép đi vào trong cái khu này một chút, bởi Minh Toàn thấy có những cái khu mới mà muốn gửi đến quý bà con cô bác. Đây. Tô Vĩnh Diễn. Đường này là nối liền ra cái đường Trần Quốc Nghiên đấy quý bà con cô bác.
Đây, và Minh Toàn là xin phép đi vào cái đường này. Này cũng khá là sầm uất bà con. Chúng ta đang đi ra cái tuyến đường chính mà nối liền giữa Hạ Long, Cẩm Phả và Móng Cái, Quảng Ninh. Đây là cái trục đường chính của nó rồi quý bà con ạ. Tức là đường Nguyễn Văn Cừ ấy. Chúng ta nếu mà cứ đi thẳng như này là ra Cẩm Phả và Móng Cái quý bà con ạ. Minh Toàn xin phép Minh Toàn đi vòng trở lại để quay trở về Hạ Long và quay trở về Bãi Cháy. Rồi, mình toàn được quay về lốc cũng đi hắt hơi rồi, đang sắp ốm rồi. Chúng ta đang lưu thông trên đường tuyến đường Nguyễn Văn Cừ. Thời điểm này là thời điểm mà tan tầm 5 giờ hơn. Và đây là cái tỉnh ủy của tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Thank you.
Trước mặt chúng ta là khu Bixi của Hạ Long ạ. Đây là khu Bixi của Hạ Long. Và nếu chúng ta lưu thông theo trục đường này là chúng ta về phía Hòn Gai Bãi Cháy, về về cầu Bãi Cháy đấy. Cái đường Nguyễn Văn Cử này khá là dài các bà con cô bác ạ. Ở Hạ Long thì các bà con cô bác cũng ít thấy cái tình trạng tắc đường, bởi vì mật độ dân số ở đây thì cũng không có nhiều, mà đường thì khá rộng rãi thoải mái. Ta đang lưu thông đằng trước cái khu nhà luyện tập và thi đấu của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời cũng là đài truyền hình Quảng Ninh. Đây là khu nhà đài truyền hình Quảng Ninh, QTV đấy. Wow, có em đứng đường xinh quá.
Ôi, nó năm nay nguy hiểm quá. Khá là đẹp chứ bà con ạ.
Quý bà con cô bác đang cùng Minh Toàn chúng ta đang lưu thông đi lên cầu phía cầu Bà Anh Cháy. Như quý bà con cô bác nhìn thấy ở cái vòng tròn đằng trước đấy là cái đi cắp treo để sang khu Hạ Long Bay, mà chúng ta không phải đi qua cầu Bãi Cháy, chúng ta lên cắp treo để chúng ta đi. Đấy cũng là một cái hình thức du lịch. Cắp treo này sẽ đi qua trước trước cổng của Hạ Long Bay đấy ạ. Gái trước đi xe đạp xe điện rất là cẩn thận. Đấy, phải sinh gái đi xe đạp điện rất là cẩn thận như thế này thì rất là nhiều người rất là thích. Thay còi miếng thay còi à. Đây quý bà con của bác nhìn này, đây là phía chân cầu của Bãi Cháy đây. Chúng toàn đang lưu thông ở Hòn Gai đi về Bãi Cháy quý bà con của bác.